Lữ khách 24 giờ, một chương trình truyền hình thực tế với những trải nghiệm đặc biệt dành cho các nghệ sĩ, những người nổi tiếng lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Trước khi bắt đầu thử thách, không thể quên những vật dụng đồng hành cho chuyến hành trình: một sim điện thoại, một mũ bảo hiểm, một xe đạp, một thỏi Singroom Doberman thơm mát để họ thêm tự tin và 50.000 đồng. Bằng chính sự nhạy cảm, óc hài hước và khả năng thích nghi, mỗi nghệ sĩ phải đi tìm địa điểm thử thách, sau đó hoàn thành thử thách trong thời gian được quy định. Thôi em lên đầu hàng. Ráng đi bò ơi. Một lứa gì cho em sẽ biết mấy lứa bên kia. Đặc biệt hơn nữa, mỗi nghệ sĩ phải xin để được ở trọ qua đêm trong nhà một người dân và trải nghiệm cuộc sống mới lạ ở đó. Chào. Chị có thể cho em ngủ nhờ một đêm được không ạ? Hãy cùng chờ đón những điều thú vị bất ngờ chỉ có trong chương trình Lữ khách 24 giờ. Chàng ca sĩ trẻ Đại Nhân luôn tự nhận mình là chú lính chì trong mọi việc mà mình theo đuổi. Thành công bước đầu với những ca khúc được giới trẻ yêu thích đã khiến anh thêm vững tin vào sự nghiệp ca hát mà mình đang theo đuổi. Đoạt giải vàng siêu mẫu năm 2009 chính là bệ phóng để giúp cho Ngọc Bích khẳng định khả năng của mình trong lĩnh vực người mẫu. Sở hữu khuôn mặt khả ái và nụ cười tỏa sáng, hy vọng Ngọc Bích sẽ có thêm những bước tiến xa hơn và lấn sân sang lĩnh vực truyền hình đầy hứa hẹn hiện nay. Chào mừng Ngọc Bích đến với Lữ khách 24 giờ. Xin mời khán giả cùng xem lại hai thử thách đầu do hai nghệ sĩ trẻ Đại Nhân và Ngọc Bích đã trải qua. Xong rồi, hoàn thành thử thách đầu tiên. Nam Khánh với là nhờ một nhóm nước ngoài hát một bài nước ngoài rồi. Yeah, hoàn thành rồi, xin chúc mừng mọi người. Thì em có thể quay trong quán chị được không ạ? Dạ không được anh chị ơi. Có cây không ở đây? Thế sao? Trên như bài này chưa có cây. Tôi không vượt qua được thử thách này. Bạn hãy xin ở trọ qua đêm tại nhà một người dân bất kỳ, đường DX3, xã Tân An, thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương. Lưu ý bạn không được lấy lý do đang tham gia chương trình Lữ khách 24 giờ để xin tá túc lại. Bạn hãy xin ở trọ tại một ngôi nhà bất kỳ nằm tại ấp An Phú, xã Phú An, huyện Bến Cát, Bình Dương. Lưu ý, bạn không được lấy lý do đang tham gia chương trình Lữ khách 24 giờ để xin tá túc lại. Ngay sau khi đọc xong thử thách, Đại Nhân liền nhanh chóng đi tìm những ngôi nhà để xin ở trọ. Thử thách càng thêm khó khăn khi hôm nay ông trời lại đổ mưa. Có ai nhà ông em? Đi làm hết rồi em. Dạ chào ba. Con đang tham gia một cái chương trình xin thử thách cho ở lại qua đêm ở nhà mình một đêm. Dạ vô trong đó. Dạ dạ vậy. Dạ cảm ơn bạn. Liên tục bị từ chối ở hai ngôi nhà đầu tiên. Thời tiết lại như thế này, liệu có làm cho vị lữ khách của chúng ta nản lòng không nhỉ? Em chào chị. Dạ. Em là người mẫu Ngọc Bích. Chị có thể cho em ngủ qua đêm nay ở đây được không ạ? Đến sáng mai. Chị cho em hỏi là nhà chị có mấy người ạ? Ở nhà em hả thì còn mấy người nữa, nhưng mà ở đây thì không có chỗ ngủ. Chị có thể đi hỏi làm nữa. Dạ được rồi, em cảm ơn chị. Em mời chị ăn Singroom Doberman. Dạ, cảm ơn. Dạ. Cảm ơn chị. Dạ chị em đi. Chết rồi, mưa rồi. Chị có đứng đục hơi chứ. Em đứng nhờ mưa, trú mưa nha chị. Trời sao nãy nhà kia nó không báo mưa rồi sao? Em có cái dù không? Chị cho em mượn cái dù. Em cảm ơn chị. Chào chị. Dạ chào anh.
em đang có một cái thử thách xin ở lại một đêm cùng với gia đình để mình nói chuyện. Đâu có gì đây, đây đâu có gì đâu, kiếm cái này. Dạ. Chị cho em ở lại tối nay được không chị? Chị cho ở đâu cũng được hết. Không có. Tại vì bây giờ mà trời mưa mà xe hư nữa. Cảm ơn chị, cảm ơn. Mặc dù xin ở đâu cũng được, nhưng anh chàng vẫn bị từ chối. Trông anh chàng khá buồn. Cô ơi! Trời ơi, chó, chó, em sợ chó lắm. Xin chào chị. Dạ, em là người muốn Ngọc Bích cho chị. Em từ Sài Gòn xuống đây. Tối nay em có thể xin ngủ lại ở đây một đêm được không chị? Tại vì nhà là đông người lắm. Dạ. Cảm ơn chị. Dạ, em chào chị. Trời ơi, trong đây toàn là rừng cây không à, đâu có thấy nhà đâu trời. À, em chào chị. Chị ơi, em sợ. Chị ơi, cho có cảnh không chị? Chị ơi, cho có cảnh không chị? Chị ơi, nó có cảnh không chị? Dạ, em chào anh chị. Em là người mẫu Ngọc Bích. Hôm nay em xuống đây để quay phim á. Nhưng mà bây giờ trời tối rồi mà mưa nữa, em có thể xin ngủ lại nhà chị, nhà anh chị qua đêm được không ạ? Dạ sao ạ? Có em bé nhỏ tối hôm trời con chặt cái lại bên đó có chỗ không? Xin phép anh. Mặc dù rất sợ chó, nhưng Ngọc Bích vẫn cố gắng bước vào để xin ở trọ qua đêm. Tuy nhiên lòng dũng cảm của cô nàng cũng không mang lại kết quả như mong muốn. Dạ. Chào bác. Bác ơi, cháu với đoàn phim bây giờ, dạ cháu với đoàn phim xe đang bị hư mà trời mưa, bác cho cháu tá túc lại ở đây. Cháu ở đâu mà cháu lỡ được ở đây? Dạ cháu đang ở trong thành phố, đi ra đây quay mấy cảnh phóng sự ở trong Sài Gòn. Dạ, quay ra đây quay mấy cảnh phóng sự đó. Mà bây giờ cháu cảm thiện cho chú đi xã đi. Dạ. Tại bây giờ mưa mà con là không biết xả. Dạ, như ta có dòng hồ trên này xuống, tại ngã tư có dòng phòng tạm trú tìm ký, tạm trú tìm giấc đó chắc. Bác không cho ở lại, bác có mưa, đỡ mưa rồi đi cũng được bác. Nhà mình có mấy người bác? Dạ, tôi còn nhỏ cháu nó đi làm gì vậy, nó có 4 người. Ủa rồi như vậy rồi mấy cháu đi như vậy rồi ăn cơm nước nhiều sao? Dạ thì bây giờ đi nhà này qua nhà kia rồi xin mọi người cho tá túc lại, vậy là mừng rồi. Dạ rồi sáng hôm sau về lại, tại vì bây giờ xe thì hư với là trời thì mưa. Tại nên là hết mưa à. Mà giờ trời cũng đỡ mưa rồi, chắc giờ con đi. Dạ, cảm ơn. Dạ không sao, cảm ơn. Trời thì mỗi lúc một tối thêm và mưa thì càng lúc càng lớn. Không biết đêm nay hai lữ khách của chúng ta sẽ như thế nào khi mà đến giờ này vẫn chưa xin được chỗ nào để trọ qua đêm. Chú ơi, có ai ở nhà không? Ở sao nhà này toàn đàn ông không vậy? Dạ, chào chú. Chú ơi, cho con hỏi, con đi lạc đường xuống đây á, ở đây là ở đâu vậy? Ở đây hả? Dạ, ở đây là... Khi nhìn thấy ngôi nhà toàn đàn ông, Ngọc Bích dạ. Cảm thấy hơi hoang mang. Ở bên trong đây cô lên nhanh trí hỏi thăm đường. Có nhà cô Năm không? Và nhà cô Năm nào đó? Nhà cô Năm, cô Sáu thì con không nhớ tên nữa. Con tìm người quen. Phải là Năm Tốt. Dạ. Năm Tốt. May quá, có cô Năm thật. Ở ngoài đầu đường hả chú? Cảm ơn. Em chào anh chị. Em muốn hỏi
xin phép anh chị có thể cho em ngủ qua đêm ở đây không ạ? Rồi em cảm ơn anh, chào anh. Dạ, có em bé cho người ta không cho đâu. Thôi đi. Dạ, chào cô. Con đang thăm có một cái thử thách là xin ở lại nhà của mình một đêm để nói chuyện với là này nọ. Được không cô? Dạ. Xin phép cô cho con ở lại một đêm tới sáng mai. Nói chung là tới nói chuyện, trò chuyện với gia đình mình trong chương trình thử thách này để con vượt qua được. Dạ, cô đồng ý. Sau những nỗ lực và cố gắng dầm mưa đi xin ở trọ, cuối cùng thì đại nhân cũng đã thành công ở thử thách này. Chị chủ nhà vui vẻ mời anh chàng vào nhà và nhanh chóng đồng ý cho anh chàng ở lại. Một lần nữa xin chúc mừng đại nhân. Chị ơi, em chào chị. Dạ, em. Trong khi đại nhân đã yên tâm có chỗ ngủ đêm này thì Ngọc Bích vẫn tiếp tục hành trình đi xin ở trọ của mình trong làn mưa lạnh giá. Ngủ lại đây một đêm được không ạ? Em chỉ ngủ một đêm thôi rồi sáng mai là em đi về Sài Gòn rồi. Lên trên đây nè, đầu đường này có khách sạn nè. Tại không, không, không được ở khách sạn. Dạ, nhà chị có mấy người ạ? Hai vợ chồng với hai đứa con. Dạ. Dạ, 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 em ngủ lại nhờ được không chị? Cô ơi, đây là ông xã của cô ạ. Dạ, chào chú. Chú ơi, con muốn xin phép chú cho con ngủ lại đây một đêm nay được không ạ? Tới sáng mai là con về lại Sài Gòn rồi. Con ngủ đâu cũng được. Con ngủ với con gái chú cũng được. Vậy là cả hai lữ khách của chúng ta đã đều tìm được chỗ trọ qua đêm. Chúc mừng cả hai lữ khách đã giành được cờ ở thử thách thứ 3. Niềm vui chia sẻ hiện rõ lên nét mặt của hai lữ khách. Đây sẽ là một đêm mưa ấm áp đối với cả hai người bạn. Em tìm được rồi. Là đi nhiều nhà không? Em đi chắc cũng phải 5-6 nhà đó. Vậy hả? Bên đây đi cũng chết luôn nè. Em đi chừng 5-6 nhà gì đó. Và cuối cùng xin được một nhà. Một nhà rất là dễ thương. Rất là đáng yêu. Nhà bên đây cũng vậy. Em vừa mới xin được xong là mưa cái ào luôn á. Trời ơi, đây là mưa cái ào xong vẫn chạy đi xin, rồi xin không được, rồi lại đi tiếp. Vậy là hay quá rồi, cả hai đã an toàn rồi. Bây giờ em chuẩn bị ăn cơm đây. Ok. Lát nữa em sẽ gọi lại cho anh nha. Cơm ngon bye miệng bye, ha. Bye bye, bye bye, bye bye. Có gì em phụ không chị? Em đã có mà là ở đâu? Dạ, ở Huế. Dạ. Dạ, ba mẹ thì vào thành phố cũng lâu lắm rồi, mấy chục năm rồi. Còn em thì em sinh từ nhỏ mà ở thành phố luôn. Anh chàng liền thể hiện sự năng động của mình và cả sự đảm đang khi phụ chị chủ nhà chuẩn bị cơm tối. Đại nhân và Ngọc Bích cùng trò chuyện thân mật với cô chú chủ nhà trong bữa ăn. Rất nhanh chóng, cả hai lữ khách của chương trình đã chiếm được cảm tình của mọi thành viên trong gia đình. Vô thành phố ở mình ha, có ba mẹ gì vô? Con sống với mẹ con. Còn ba con thì vẫn ở ngoài Vũng Tàu. Một tuần gì đó thì ba con lên vô Sài Gòn hoặc là con với mẹ về Vũng Tàu. Nhà em ở dưới Long Hải. Long Hải hả? Dạ, anh biết Long Hải không? Chị? Cũng là thuộc Vũng Tàu luôn. Ngôi nhà mà siêu mẫu Ngọc Bích được tá túc lại là nhà của anh Lộc và chị Vân. Đến với nhau bằng tình yêu và quyết định sinh sống lập nghiệp ngay tại quê vợ. Có thể nói, với anh Lộc, điều quý giá nhất trong cuộc sống là anh có thể tự lao động để lo lắng cho vợ và hai cô con gái. Ở anh, người đối diện dễ nhận thấy một con người rất mộc mạc nhưng cũng vô cùng tình cảm, ấm áp. Này là cái lưng quần. Cắt may đồ là không có cầm lên, để dưới nhà của y cũng dễ bự làm sao. Được.
Cắt tới đây thôi hả chị hay là cắt qua luôn? Cắt qua đó luôn, ra đây một phân. Chị còn chạy xe ôm nữa. Thường chị chạy buổi sáng hay là chạy gì vậy? Không có ai, phải chiêu thuốc mấy bữa sắp xếp công chuyện được. Mà cái này là chị tự học hay là có... Hồi đó đi học đó chứ. Đi học đúng học không? Học đàng hoàng. Đó, cắt theo đường phân đó đó. Dạ, cái này chị vẽ thêm cho em cắt. Đi học đó. Mà chị biết may nhiều kiểu khác nhau hay là... Áo dạy với hồi ba không biết thôi à. À, là đồ tay này là chị biết. Ngoài khả năng nấu nướng, đại nhân cũng khá khéo tay trong việc cắt may. Có lẽ xong chương trình này, anh chàng biết thêm nghề may vá. Gia đình chị Hoàng Anh Cường đã trải qua rất nhiều thăng trầm trong cuộc sống. Cả hai vợ chồng không ngại bất cứ việc gì, từ làm nghề mộc rồi chuyển sang làm thợ hồ. Có khoảng thời gian cũng gom góp trong vườn trái cây, nhưng rồi do nước sông ô nhiễm nên hầu như cả vườn cây đều bị úng chết hết. Công việc hiện nay tương đối ổn khi chị Hoàng nhận may gia công áo tại nhà, cùng với cơ sở sản xuất nước đóng chai vừa mới mở gần đây. Đây là vườn nhà mình hả? Có. Dạ. Phía trước là của người ta, còn mình đi ra phía sau. Dạ, phía sau này, đằng sau nhà. Nhà đi ra phía sau, quầy bờ bao. Dạ. Thế gia đình của chú vườn nhà chủ yếu trồng cây ăn trái gì vậy? Măng cục hả? Dạ. Về mùa này chắc là hết mùa măng rồi ha chứ hả? Vậy con mà xuống sớm chút nữa là... Cây măng thì một năm là cho một mùa hay là mấy mùa? Một mùa hả? Thế thì ngoài công việc là trồng măng ra thì cô chú còn làm nghề gì nữa không ạ? Như mùa thu hoạch mùa vô, còn thường thì chú làm nghề. Dạ, chú làm nghề gì ạ? Dạ. Mình chăm sóc cái cây măng đó thì mình có phải tốn tiền giống như là tưới nước rồi mướn người làm xới đất rồi? Mình trong nhà mình cỏ lại tưới thì mình quay bọng lên, quay nước rồi xong nó vô bọng tống lên nha. Có phải bón phân không à? Có chứ, phải bón phân chứ. Nhưng mà như giờ nè, hết trái rồi là bắt đầu bây giờ mình bỏ phân cho nó. Cào lá ra, phân vô xong rồi lấp nó lại. Anh chàng này thật đa tài. Không chỉ biết nấu ăn, cắt may, anh chàng còn hướng dẫn con gái chị chủ nhà sửa bài vẽ. Thì phải là điểm giữa này ở đây. Cái này mình bị méo nè. Đúng không? Điểm giữa này đây mình phải như ở đây. Cách tốt nhất mà để mình canh đó là mình canh mình chia ra điểm giữa. Điểm giữa ở đây nó trùng với điểm giữa ở đây. Đúng không? Nó trùng với điểm giữa ở đây. Rồi mình vô từ từ nó sẽ dễ hơn. Vậy bài này học chưa? Bài. Rồi. Đọc lại coi, đọc lớn lên. Bài. Giỏi quá ta. Đâu con đọc bài này cô nghe thử coi. Cái bài. Ngọc Bích cũng thử trổ tài dạy học cho con gái cô chủ nhà. Cái này là đọc sao? Chữ này đọc sao? Nhớ nhớ. Nhớ. Chữ này chữ ơ. Nhớ ơ nhớ. Nhớ nhớ. Rồi. Trời ơi giỏi quá. Mới học lớp 1 có mấy ngày mà rách hết tập hết trơn vậy? Cái này tập cũ rồi đúng không? Còn tập mới cất đi rồi hả? À. Trước khi đi ngủ, cô nàng dành tặng cho chủ nhà một món quà kỷ niệm, cũng như lời cảm ơn gia đình cô chú đã cho mình ở lại. Nhỏ để gửi tặng cho gia đình cô chú làm kỷ niệm mà. Dạ. Chú không có gì, chú cảm ơn rất nhiều. Dạ không có gì, cái này là tấm lòng của con, món quà nhỏ thôi ạ. Dạ đây là cây đèn gia đình mình có thể xài những lúc mà cúp điện. Chú thay mặt cho gia đình cảm ơn công ty và rất nhiều. Dạ không có gì đâu chú ạ. Bữa nào mà cúp điện mang ra thắp sáng cái gia đình mình nhớ tới chương trình, nhớ tới con. Rồi chúc anh chị ngủ ngon. Dạ, sáng mai dậy, sáng mai gặp mọi. Sau những giờ phút vui vẻ trò chuyện với mọi người trong nhà, hai lữ khách đêm nay sẽ có một giấc ngủ ngon.
Sau cơn mưa trời lại sáng, Ngọc Bích được cô chủ nhà chiêu đãi món phở bò cho bữa ăn sáng. Trời hấp dẫn quá. Ôi chú ơi, con thấy cái cây này nó lạ quá ha. Cây này gọi là cây gì? Cây đụng đỉnh. Cây đụng đỉnh hả? Tại sao gọi cây đụng đỉnh ha? Cái đó là cái trái hay là cái hoa? Nó mới trổ ra bông từ trái là trái rồi. Cái cây này là cái đụng đỉnh này là nó lên trổ rồi tới tầm trời nó vậy á, bắt đầu đứng lại cũng tới trời nó trổ riết xuống đầu từ trổ rồi nó xuống tới đất rồi là từ gian chết. Ủa sao lại vậy? Tức là nó cứ trổ hoa giống như một chùm chùm vậy từ trên ngọn. Từ trên ngọn khi nào nó xuống tới với cái gốc cây là cây chết luôn. Cái cây chết rồi cây con tự lên. Ngay chỗ đó luôn. Đó, nó rú lên cái chừng. À. Ngoài các tài năng mà anh chàng đã thể hiện, bây giờ chúng ta lại được thấy khả năng sáng tác nhạc của anh. Có vẻ như anh chàng đang chuẩn bị món quà tặng ai đó. Cả thế giới là nhà. Alo. Bích hả? Rồi, Đại Nhân rồi, nghe có đi, em đang nghe nè. Rồi, bây giờ nghe anh mở nha, nếu mà nghe không rõ thì nói anh nha, anh sẽ hát luôn. Hãy bước nhanh đến cùng những chuyến đi xa, hãy bước nhanh đến cùng những chuyến đi xa, lữ khách đi mãi từ sáng tới chiều ta. Đúng không? Đúng rồi, đúng nốt rồi nhưng mà nhịp chưa đúng lắm nha. Lữ khách đi mãi từ sáng tới chiều ta. Từ sáng đến chiều ta chứ không phải là từ sáng đến chiều ta, hai nhịp khác nhau. Từ sáng đến chiều ta, hãy bước nhanh đến cùng những chuyến đi xa. Không, cùng những chuyến đi xa bình thường thôi. Chặng đường dài sẽ trôi qua, dù nhiều thử thách quanh ta, cả thế giới là nhà. Được rồi đó, giờ tự tập đi, rồi lát nữa anh em mình gặp nhau, rồi lúc đó anh sẽ chỉnh lại lần nữa là chắc chắn là hát hay rồi đó. Rồi, cảm ơn anh Đại Nhân nhiều nha, bye bye anh. Nhớ ôn đó, rồi. Có rất là nhiều dừa luôn. Thì chắc là nguồn thu nhập của gia đình mình á, là bên cạnh măng chắc là dừa mình cũng thu hoạch được khá khá ha. Như để dừa đây mình hái là dạng hàng tháng, dừa khô để người ta cái lái ngoài nó vô leo hái á, hái lọc luôn vậy cứ trái về 7.000. Sau bữa ăn sáng, Ngọc Bích cùng gia đình chủ nhà đi tham quan khu vườn và trổ tài chặt dừa. Khác với sự khéo léo của Đại Nhân thì cô nàng này khá vui vẻ. Chắc tới chiều mới được uống trái dừa quá à. Trời ơi. Ôi em chặt bên đây, bên xanh nước bên đây chạy ra vậy. Dạ, nấu trên. Đây là trái dừa Ngọc Bích chặt nè. Các bạn coi có đẹp không? Chặt cái bể đầu á, nói gì đó. Ngon quá, đúng là dừa mình chặt có khác. Không có việc gì là Đại Nhân không thể làm được. Nhìn vẻ bề ngoài có vẻ thư sinh, nhưng Đại Nhân làm được rất nhiều việc. Thường một bình như vậy là đắt không? Ở đây mình bỏ 8.000. Dạ, 8.000 là quá rẻ. Đúng rồi, khi mà tới mình uống là phải 14-15.000. Dạ. Mà em thấy thường ta dùng nước này người ta uống luôn. Nấu luôn. Đúng rồi. Yeah. Nó tiện hơn là dùng mấy cái nước kia. Sau khi cắt tóc xong đó ha, chú nhận không ra luôn ha. Tuy khá vụng về trong công việc, nhưng cô nàng lại có khiếu trong việc làm đẹp. Nhìn cô chủ nhà trông thật lạ,
và trẻ già trong mái tóc mới được cắt và uốn quanh nhẹ. Đẹp hơn không con? Chú có thấy đẹp không? Chú thấy đẹp không chú? Đẹp, đẹp hơn. Hợp với cô ha, hợp với mái tóc hơn mái tóc cũ không chú? Đúng rồi, hợp với mái tóc cũ. Đó, chú nói nha. Từ hôm qua tới giờ thì em rất là vui và may mắn khi mà được tá túc lại nhà anh chị một đêm. Tham gia chương trình này thì em không có gì lớn lao cả, chỉ có một món quà. Mà đây là món quà em tự làm, như là một cái kỷ niệm của em và gia đình. Kỷ niệm chương trình. Qua đây tụi em cũng lên đây gần nhà anh chị cũng vui vẻ ha. Dạ. Chúc cũng về vui vẻ ha. Dạ. Cảm ơn anh nhiều. Nào gặp lại. Cảm ơn anh nhiều. Được rồi. Dạ, ráng lên nha không? Còn dạ. Mẹ rồi ráng lên. Dạ. Con cảm ơn cô chú đã cho con được tá túc lại đây và cho con một cái không khí gia đình rất là ấm cúng. Cầu chúc cho gia đình cô chú được mọi sự như ý. Chú thì không có gì khác hơn, chú cũng chúc Bích vợ trong đoàn mà tiến triển mạnh hơn. Dạ, con cảm ơn chú ạ. Con hy vọng một dịp gần đây nhất sẽ gặp lại cô chú. Nếu như mà cô chú có dịp đi lên Sài Gòn hay là đi Vũng Tàu chơi thì cứ alo cho con. Tạm biệt mọi người. Những giây phút cuối cùng của chương trình, hai nghệ sĩ sẽ chia tay. Cả Đại Nhân và Ngọc Bích đang dành tặng những lời cảm ơn, những món quà nhỏ nhỏ với các thành viên trong gia đình. Cuộc gặp gỡ nào cũng sẽ tới lúc chia tay, biết là thế, nhưng sao vẫn khiến người ở lại bùi ngùi, người ra đi luyến tiếc vì thời gian trôi quá nhanh. Trở lại nơi thành phố nhộn nhịp với đầy sắc màu, rồi lại cuốn theo nhịp điệu rộn rã nơi thành thị, chắc chắn hai nghệ sĩ của chúng ta sẽ có lúc nhớ lại những khoảnh khắc rất đỗi bình yên, ấm lòng này. Ơi. Vui không? Rất là vui. Quà nè. Quà cho em hả? Cảm ơn anh nha. Trèo lên. Nhà em không có nhiều dâu. Nhà em ở không có nhiều dâu, có nhiều nước nhưng mà rất là ngon, dừa sim. Đây là hai nhà. Hồi sáng nay có hai dừa. Vậy. Chúc mừng bạn đã nhận được huy hiệu lửa khách hành 4 giờ. Yeah. Yeah. Giờ chúng ta hát tặng chương trình một bài hát mà hai anh em mình đã tập. Anh sáng tác và hai anh em mình đã tập rồi. 2 3. Hãy bước nhanh đến cùng những chuyến đi xa, lữ khách đi mãi từ sáng đến chiều tà. Chặng đường dài sẽ trôi qua dù nhiều thử thách quanh ta, cả thế giới là nhà. Tạm biệt. Nói chung là chị cũng rộng rãi lắm, thì chị thấy nhân cũng trang trang như cháu chị, con chị vậy á, nên chị cũng cưng như vậy á. Về Ngọc Bích thì chú thấy rất tăng đầy và vui vẻ. Ca sĩ thường thường ở thành phố thì chị sợ về quê nó không có hòa chung nhịp được không, mà thì thấy cũng bắt nhịp được, cũng thấy cũng giỏi. Chị sợ vậy á, tại vì ở thành phố mà ở vậy thì ở quê sợ hai cái nhịp sống nó khác nhau. Tạm biệt Đại Nhân và Ngọc Bích, lữ khách 24 giờ lại tiếp tục chào đón những nghệ sĩ mới. Cuộc hành trình nào cũng đầy niềm vui, hạnh phúc và đôi khi cả những giọt nước mắt. Nhưng các nghệ sĩ đến với chương trình bao giờ cũng đầy sự nồng nhiệt. Xin chào và hẹn gặp lại vào chương trình tuần sau.